chẳng chân chẳng la mong em mai chẳng chờ tang tình tang tình tình tang 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 tình là tình tình tang ở đó anh đến có một mình chẳng quen mà không biết sao nhìn người ta tang tình tang tình tình tang cô mời anh đâu dám đi về đất mà không hỏi chu mai nhờ bà con điềm chỉ anh nhìn kỹ coi có phải em không có đôi mắt dung thâm thớp chung chung mà nhiều chuyện công an tầm vốn chi giờ nhìn tan mặt em hiền như bông bưởi đang nở trong chị hạnh năm trước cũng tương tựa như em và dáng vậy bình bình thường này anh ơi anh ở sông Tiền hay sông Hậu? Dạ Sài Gòn. Xin lỗi em thứ mấy? Dạ thứ ba. Em thứ sáu. Chứ ba khen chúng em là thiệt hay nói cho vui vậy anh ba? Cô cháu à, mấy lâu văn kỳ thanh bắt kiến kỳ hình nay thấy mặt là mới liền à. Anh nói thiệt không? Thiệt. Mê ai? Tôi mê đất, mê người, mê những nụ cười và mê điệu hò mái dài của bà má bài. Tôi thì cũng làm sao nói ra thì vậy mà cô từ bụi cãi kệ trăng bụi cà hoài. Anh nói vậy mà không phải vậy à nghe. Vậy chứ làm sao hả anh ba? Anh muốn hỏi em chẳng biết lưng canh lưng dù cây lúa trồng đậu có tốt hay không. Vậy anh nghe em nói nghe. Tăng sống mì cũng nguy nhau vàng mơ ruộng lúa hoa màu dương mầm hạnh phúc mộng quê Thank you.
nói vậy tôi nghe không tiện quá cô Sáu à. Vậy chứ không lẽ em trở vô nhà tiếp chuyện với anh ba cho nó buổi sáng này hay sao? Cô Sáu à, cây có gốc có cành mới sinh ra ngọn. Tôi muốn cô để tôi cùng với cô chọn cái nghĩa mới quen. Trời ơi, bà nói cái gì mà em không hiểu à. Thôi, để đi tới đậu kéo chưa rồi. Hỏi một câu làm lâu cô đôi chút mỏi hết chuyện cô sản xuất một lúc cũng xong rồi. Thiệt mà cô sớm chút xíu mà. Chí, đâu có được, má em anh la chứ. Chuyện em làm, luôn em hiểu. Ở đây nói chuyện với anh ba hoài, chắc đậu, cà, dưa ớt, chắc héo hót của anh ba ơi. Bà con Mỹ Hạnh sẽ chê cười. Em bỏ qua mạo nhất cô vì chứng nói chuyện với trai. Tuổi trẻ chúng em là phải làm cho quê hương đòi nơi. Làng xóm niềm vui đón mãi muôn đời. Cảm ơn cô Sáu, lời cô là ý núi sông. Xanh tươi sẵn lá xanh trong lòng người.